Tối ngày 19 tháng 8, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1973, ngụ quận Phú Nhuận, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an quận Phú Nhuận nhận tin báo từ một bệnh viện về việc tiếp nhận một bệnh nhân đã tử vong, nghi vấn do bị người khác dùng vật nhọn đâm xuyên lồng ngực. Công an có mặt xác định danh tính nạn nhân là B, sinh năm 1997, ngụ quận Phú Nhuận. Công an xác định trước khi đưa vào bệnh viện, B có ăn nhậu cùng một số người ở trước căn nhà trên đường Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, rồi xảy ra mâu thuẫn với Dũng, dẫn tới đánh nhau bị thương tích. Sau vụ việc, Dũng đi đâu không ai rõ, B bị thương được đưa vào bệnh viện và tử vong sau đó. Khoảng 2 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện Dũng ở khu cấp cứu bệnh viện An Sinh nên khống chế bắt giữ. Tại công an, Dũng khai do mâu thuẫn với B và bị người này dùng ly bia đánh vào đầu. Bực tức, Dũng về nhà lấy hung khí tới tìm và đâm B trọng thương. Gây án xong, Dũng giấu hung khí rồi bỏ trốn cho tới khi bị bắt.